Thiền Uyển Tập Anh. Bản dịch Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga. Thiền phái Vô Ngôn Thông. Thế hệ thứ năm. Đại sư Khung Việt. Sinh 933, mất 1011. Chùa Phật Đà, Hương Cát Lị, huyện Thường Lạc. Ông người Hương Cát Lị, huyện Thường Lạc, họ Ngô, tên Chân Lưu, là hậu duệ của Ngô Thuận Đế. Ông dáng mạo khôi ngô tuấn tú, tính tình phóng khoáng, có chí khí cao xa. Thổi nhỏ theo học nho, lớn lên theo học đạo Phật, cùng bạn học trụ trì chùa Khai Quốc. Đến chùa Khai Quốc thụ giới cụ túc với thiền sư Vân Phong. Nhờ đó được đọc rộng kinh điển Phật giáo, hiểu sâu yếu chỉ thiền học. Năm 40 tuổi, danh tiếng vang dội đến triều đình. Vua Đinh Tiên Hoàng mời về kinh đô Hoa Lư hỏi chuyện. Sư đối đáp hợp ý, được vua phong giữ chức tăng thống. Năm thứ hai, niên hiệu Thái Bình, năm 971, sư được ban hiệu là Khuông Việt Đại Sư. Dưới triều vua Lê Đại Hành, sư đặc biệt được kính trọng. Phàm các việc quân quốc triều đình, sư đều được tham dự. Sư thường đi chơi núi Vệ Linh, quận Bình Lỗ, thích nơi đây cảnh trí đẹp, thanh u, muốn dựng am để ở. Ban đêm, sư chiêm bao thấy thần nhân mặc áo giáp vàng, tay trái cầm giáo vàng, tay phải đỡ ngọn bảo tháp. Theo sau có hơn chục tên quân hầu dáng mạo hung dữ. Vị thần bảo sư rằng: "Ta là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Quân hầu theo ta đến đây đều là quỷ dạ xoa. Thiên đế có sắc chỉ sai ta đến nước này giữ gìn cương giới để cho Phật pháp được hưng thịnh. Ta có duyên với ngươi nên đến đây để nhờ cậy." Sư giật mình tỉnh dậy, nghe trong núi có tiếng gào thét thì lấy làm lạ. Khi trời sáng, sư vào núi thấy một cây cổ thụ cao chừng 10 trượng, cành lá sum suê tươi tốt, phía trên có đám mây lành che bóng. Sư nhân đó thuê thợ đốn cây ấy, lấy gỗ tạc tượng thần theo đúng những gì đã thấy trong mộng để phục thờ. Năm Thiên Phúc thứ nhất, 981, quân Tống sang xâm lược nước ta. Trước đó, vua đã biết chuyện, bèn sai sư đến cầu đảo xin thần phù hộ. Quân giặc kinh sợ lui về giữa sông Hữu Ninh. Đến đây, bọn chúng lại thấy sóng gió nổi lên ùn ùn, giao long nhảy tung trên mặt nước, quân giặc sợ hãi tan chạy. Năm Thiên Phúc thứ bảy, 986, nhà Tống sai Lý Giác sang xứ nước ta. Bấy giờ pháp sư Đỗ Thuận có danh tiếng lớn. Vua sai pháp sư cải trang làm Giang Lệnh đón tiếp sứ giả ở bến sông. Giác thấy Giang Lệnh có tài nói chuyện, bèn làm thơ tặng, trong đó có câu: "Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu", có nghĩa là ngoài trời lại có trời soi nữa. Vua bảo Đỗ pháp sư đưa Khung Việt xem. Khung Việt xem xong nói: "Sứ Bắc tôn kính bệ hạ không kém gì vua Tống." Khi Giác trở về, sư làm bài từ Ngọc La Quy đưa tiễn: "Tường quang phong hảo, cẩm phàm trương, thần tiên phục đế hương, thiên trùng vạn lý thiệp thương lang, cửu thiên quy lộ trường, tình thảm thiết đối ly thương, phan luyến sứ tinh lang, nguyện tương thâm ý vị nam cương, phân minh báo ngã hoàng." Dịch: nắng tươi gió thuận cánh buồm dương, thần tiên lại đế hương, vượt sóng xanh muôn dặm trùng dương, về nơi xa đường trường, tình thắm thiết chén lên đường, viên xe sứ vấn vương, xin đem thâm ý vì nam cương, tâu vua tôi tỏ tường. Về sau, sư lấy cớ giả yếu xin cáo quan, trở về dựng chùa ở núi Du Hí thuộc quận Nhà, rồi trụ trì ở đấy. Người các nơi theo đến học rất đông. Một hôm, đệ tử thân cận là Đa Bảo hỏi sư: "Thế nào là thủy chung của đạo học?" Sư đáp: "Thủy chung vô dật diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng." Dịch: thủy chung không vật thải hư không, hiểu được chân như thể áp đồng. Đa Bảo hỏi: "Lấy gì bảo chứng?" Sư đáp: "Không có chỗ cho người hạ thủ." Đa Bảo thưa: "Hòa thượng nói rõ rồi." Sư đáp: "Ngươi hiểu thế nào?" Đa Bảo liền hét lên một tiếng: "Ngày 15 tháng 2, niên hiệu Thuận Thiên thứ 2, 1011, đời Lý Thái Tổ, trước lúc quy tịch, sư gọi Đa Bảo đến đọc lời kệ rằng: Mộc trung nguyên hữu hỏa, nguyên hỏa phục hoàn sinh, nhược vị bản vô hỏa, toàn toại hà do manh." Dịch: lửa trong cây có sẵn, dù tắt lại bùng ngay,
nếu bảo cây không lửa, sát mạnh sao cháy cây. Nói xong, sư ngồi kiết già mà qua đời, thọ 52 tuổi.